cảnh đặc sắc vào mùa nước nổi. Bạt ngàn những dạt rừng tràm, đàn chim hàng chục ngàn cá thể. Du khách được hòa mình vào giới thiên nhiên, được ngược dòng lịch sử, trở về với thời cha ông khai phá, làm nên vùng đất trù phú phương Nam. Mời quý khán giả đến với khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 ở Tiền Giang qua chương trình Nam Bộ Du Ký, nơi bảo tồn đa dạng sinh học vùng Đồng Tháp 10. Phát sóng lúc 9 giờ 45 phút thứ Bảy, 12 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và 21 giờ 45 phút cùng ngày trên truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.